Okay, everyone, nice to see you. And today we continue our learning English present perfect. But today we're going to learn present perfect with just, already, yet. Okay. Now let's start together. But so today we're going to learn present perfect with you. ប៉ុន្តែក្នុងព្រេសសម្បុរវិញបើព្រេសសម្បុរវិញរបស់យើងគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យអាដវើបចំនួន3ដែលគេនិយមប្រើជាមួយនឹងព្រេសសម្បុរវិញហើយបងប្អូនក៏ត្រូវតែចេះដែរព្រោះពាក្យនេះគឺគេប្រើច្រើននៅក្នុងព្រេសសម្បុរវិញអញ្ចឹងទី1គឺ you think ការប្រើប្រាស់ just ពាក្យ just ចាស់នឹងប្រែថាទៅតែមួយទៀតគឺពាក្យ already ហើយមួយទៀតគឺពាក្យ yet នឹងគឺមានន័យថានៅឡើយទេក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយបើសិនជាប្រែនៅក្នុងប្រយោគសំណួរយើងអាចប្រែថាហើយឬនៅ okay អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើពាក្យចំនួន 3 just already yet តើឥឡូវយើងសិក្សាម្ដងមួយ តេតងជាមួយនឹងពាក្យទាំង 3 នេះ okay ចំណុចទី 1 the first point we're going to learn the word just អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យ just មានន័យថាទៅតែនៅក្នុងព្រេសសម្បុរវិញហើយយើងឆ្ងល់ថាតើពាក្យ just ហ្នឹងគឺយើងដាក់វាកន្លែងណានៅក្នុងព្រេសសម្បុរវិញ we use just to express actions that have happened recently we use just in positive sentences okay we use just យើងប្រើពាក្យ just ហ្នឹង to express action ដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពផ្សេងៗអញ្ចឹងពាក្យ express ហ្នឹងបង្ហាញ action ហ្នឹងគឺសកម្មភាពផ្សេងៗ that have happened ដែលបានកើតមានឡើង recently ហ្នឹងប្រែថានៅពេល ថ្មីៗ ហ្នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង recently we use just យើងប្រើ just in positive sentences នៅក្នុងប្រយោគស្រប positive sentences នឹងមានន័យថាប្រយោគស្រប positive នឹងគឺមានន័យស្រប note សំគាល់ we use just after auxiliary verb how or has and before the past participle okay note ប្រើសំគាល់ we use just យើងប្រើ just នឹង after auxiliary verb នៅពីខាងក្រោយគេជាសព្ទពិសេសឬគេជាសព្ទជំនួយ how or has នេះ how hai nung pa taw mu jeung dak just and before past participle hai nou pi khang mok kaya sap khtong ti 3 okay alo bong puon meur knong tamrong ni okay look at the form in the box you can see the location of the word just in the present perfect anjeung bong puon meur nou knong proap nung bong puon khoeng pi ti tang bo chas nou knong present perfect yai tha ta vi nou klai na anjeung chas nung keu vi nou khang kraoy kaya sap how rư has nung ប៉ុន្តែវានៅខាងមុខគឺជាសព្ទខ្ទង់ទី 3 past participle អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺ just ហ្នឹងគឺទីតាំងរបស់វាគឺនៅចន្លោះ have ឬ has ហើយនឹងពីគេសព្ទខ្ទង់ទី 3 អូខេអញ្ចឹងយើងរូបមន្តនេះគឺយើងសរសេរអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ just ហើយនឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់វាថាដាក់នៅកន្លែងណា អញ្ចឹងបើយើងអត់ដឹងទីតាំងវាគឺនៅពេលយើងនិយាយយើងអត់ដឹងថាដាក់វានៅកន្លែងណា អូខេ អញ្ចឹង subject បូកជាមួយ have ឬ has បូកជាមួយ just okay តោះមកបូកជាមួយនឹងក្លោនទី 3 មក past participle verb ក្លោនទី 3 មក okay we can now look at example in the sentence តោះឥឡូវយើងគិតមើលឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគហ្មងទៅដើម្បីបងប្អូនយល់ examples ឧទាហរណ៍ Mary has just finished her work Mary has just finished her homework Mary has just finished her homework okay Mary ទៅតែនឹងបញ្ចប់ homework របស់នាង ខ្ញុំបានរំលឹក ឬក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យការពីយើងរៀនមេរៀនមុនណា កិច្ចសព្ទជំនួយ how has នេះគឺគេដាក់មកក្នុងប្រយោគប៉ុន្មានតែគេអត់មានប្រើវាទេ សំខាន់អ្វីដែលបងប្អូនប្រើគឺ verb clause ទី 3 ហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវប្រើ សំខាន់ណាស់ហ្នឹង ហើយបើសិនជាយើងមានពាក្យចាស់មួយ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យថាទៅតែមកទៀតមកណា នេះឥឡូវយើងមើល Mary has just finish her homework Mary អញ្ចឹងកន្លែង has នេះយើងអត់មានប្រែទេ
We are standing to the room, please. Mary, you are in pride, the glahan, jingling pride, chasing, turp tie. Finish her homework. Turp tenement job, homework, running. Jing a bit of finish number job. Her homework, homework, pride tag. Alum had to kick up the little good eye to her piano. They have just come from the supermarket. They have just come from the supermarkets. Puke, tớp tái, mọc bí, xa tùm nợp. Chắc bóng bôn mươi cả lại biết. They have just, puke bán, bán tớp tái nâng, khám. Khám nâng kì giờ sắp thông tí bấy, khám khém khám. Chắc kì giờ sắp thông tí bấy bỏ khám cứ khám nâng. Puke tớp tái nâng bán mọc, from, mọc bí, the supermarket xa tùm nợp. It has just started raining. We tớp tài nâng chập đám thẻ phliêng. Biết thà it has just cứ vị trí bởi xâm bọc phơi chứ. Just started mình nâng tớp tài nâng chập đám. Start chứ bởi lòng tí bấy bỏ start. Started. Raining chập đám thẻ phliêng. Chẳng bóng bốn mơ cái lại nè. It has just started raining. We tớp tài nâng chập đám thẻ phliêng. Hay cái lại hai nâng cứ dương ẩn miên prai tê. Dương ạch bên prai tế đời xa tại vì chụp bởi xa. Vớp chùm nuôi chẳng cứ dương ạch prai tế. My sister, bọn phụ sợi bọc chùm nâng has just begun her new job. Tớp tay nâng chập đàm, tớp tay nâng bàn chập đàm á. Chẳng just nâng prai thật tớp tay begin, began, begun. Began nó mới bị begin chập đàm chứng begin began began bàn chập đàm her new job càng như thay đổi niềm my sister bóng phun sợi bọc nhóm has just tớp tái began chập đàm her new job càng như thay đổi niềm my brother has just arrived here bóng phun sợi bọc nhóm tớp tái một đoạn tí ni. Chẳng my brother bóng phun pra bọc nhóm has nó dừng ạch prai tế. Just tớp tái arrive nó chỉ bọc lòng tí bấy á. Thay mì đi đi mò. Tớp tái nâng bàn bọc đó tí ni. Bill and John have just bought a new car. Bill hay nâng John tớp tái bàn tính lan thơ mây mùi. I have just seen my parents for 2 minutes. Nhóm tớp tái nâng bàn khơi bệnh là bọc nhóm ở dạy bế pin này tì chắc bọc bôn mơ nè bọc bôn mơ tiểu rụng mình nè đi. Ok, he had just finished eating quát tớp tay nâng bệnh chọc cả hộp. Ok, bọc bôn khơi miên nè bọc bôn khơi miên snam bà lạ chậm này nâng mọt quát đấy chắc nó bê lá để dừng pra cha. Ok, she has just finished her work. Niêng tớp tay nâng bình chóp ca nghe rồi bỏ niêng. Ok, chẳng chăm xôm pra bình tích thả ta nông bê ná để dương pra bị chá nâng. Hai vì miền này được mà đạch. Cả nà dương pra bị chá nâng cứ xâm rạp xa cầm phiếp đài. Bàn cả hai vi chọp. Nâng vi chọp. Môn bê để dương dễ nâng thamay á. Bình tay là tập hòa bỏ viết cứ thua dương khơi nâng bê là lợi nâng. Ở lớp bóng phôn kể lấy mơ này từ ruộng mình này quạt. Quạt bán hô bỏ hai dây. Bần tái là tập hòa bỏ quạt nâng thư nữ miên xa nam bỏ lại chỗ bỏ mòn chẳng á. Chẳng cứ dương pra biệt chá xâm rạp xa cam phiếp ấy mua để bóng phôn. Tớp tay nâng thua hai cái đào. Tớp tay nâng thua hai thamay môn bê để dương dây nâng tịch. Chẳng cứ dương ai pra bệ xâm phách bán đài. Ok, ở lời tiêu hóa được cho Mary nâng tớp tay nâng bình chọc hôm vật bỏ niêng mình thân niêng bàn bình chọc ấy bình chọc môn nâng tích chứ chẳng dương có ai pra bị just tớp tay. Ok, bụ kê nâng tớp tay nâng mọc bịp xa tùm nợp chẳng bụ kê nâng bàn mọc ấy bàn tay của nó tâm mọc toàn màn côi cái đào cụ thông chẳng ấy chẳng just vì bàn chạp đàm thật lẹp liền chẳng vì chắp đam thật lẹp liếng mình hãy biết tầm chắp đam mình nâng ảnh. Chính xâm phép ấy mùi đã tớp tay nâng cát mình là nơi môn bê là dân dân tích rồi có môn nâng tích vì hay là tập hòa lọc viên ai thua dân đăng bàn. Ok,
chẳng bọn bọn ngài bà biệt chả nó cứ chọn dễ chẳng á conversation ca sẵn tình yêu nếu không ca sẵn tình yêu có bọn bọn khơi miên ở tiệm tôn chú mùi nâng ca bà biệt chả sẵn đi đái tớp thái A hay nâng B lấy dương mơ A nâng B A có thà you look tired why you look tired nè mơ tớ cứ hot nè rất là khẩm lặng nè why had away okay mà nè gật xúa nè you look tired prai thà nè mơ tớ đôi chỉ khẩm lặng rất là hot bị tired nè hot rất khẩm lặng why had away B mà nè tiếng mà nè tiếng gật xúa I have just done exercise I have just done exercise ខ្ញុំ ទៅ តែ នឹង បាន ធ្វើ លំហាត់ ប្រាណ អញ្ចឹង បងប្អូន មើល លំហាត់ ប្រាណ ហ្នឹង គាត់ ធ្វើ ហើយ អី ប៉ន្តែ លទ្ធផល ហ្នឹង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ហត់ ដល់ ពេល លេខ កំពុង និយាយ គ្នា ហ្នឹង គាត់ ហត់ អូខេ អញ្ចឹង មាន សកម្មភាព ហ្នឹង វា ទៅ កើត ឡើង មិញ មិញ ហ្នឹង អូខេ អា ការ ធ្វើ ហាត់ ប្រាណ ហ្នឹង ឃើញ គាត់ កំពុង ហត់ តោះ បាន ហត់ ហ្នឹង ឃើញ ទេ អូខេ អញ្ចឹង យើង អាច ប្រើ ប្រេស សម្ភិច បាន ដោយ ប្រើ ពាក្យ ចាស់ មក ជាមួយ មក ហើយ ចាស់ ហ្នឹង នៅ កន្លែង ណា យើង ដឹង ហ្នឹង ណា នៅ ចន្លោះ ហៅ Hai nâng kalan tì bay nè, ok. Ok, now look at conversation 2. Lấy dân kỳ lệ mưu sân tình yêu tì bí. Si hay nâng đi, lấy si kê ta Is Tom at home? Is Tom at home? Ta Tom nơ ptia rử tê. Đi kê ta no. He just gone out. No, he just gone out. Tê quát tớp tay nâng chênh tư khẳng krai. Bọn bốn khinh kê lại nhà bật tọc ai nế á. បងប្អូនឆ្ងល់ចាំមិនអត់មាន has ចឹង present perfect អញ្ចឹងទម្រង់កាត់របស់ has ក៏យើងអាចប្រើសញ្ញាបន្តក់ ឯងនឹងបានតែដូចគ្នា he just គាត់ទៅតែ gone out មកពីពាក្យ go out ចេញទៅក្រៅ គាត់ទៅតែនឹងចេញទៅក្រៅ អូខេ កាលណាគេប្រាប់ពាក្យចាស់ហ្នឹង មានន័យគាត់ទៅទៅមិញមិញនឹងឯង អូខេ Okay now conversation number 3 សន្ទនាទី 3 E kata, wow, you look happy today. Wow, you look happy today. Oh, wow, nó cứ prana bếp nhập áo. Này, mơ tới đi chứ sạch chật ná, thằng anh đi ạ. You look happy today. Okay. Look happy, nó mơ tới sạch chật. Đặc biệt, I've, nó có trả lời tao. Really? But mẹ này, I have just passed my exam. I have just passed my exam. Really? Men hai. I have just passed my exam. Khyom tớp tay nâng prolong chuop. Chẳng biết pass nâng men hai. Pass exam cứ prolong chuop. Khyom tớp tay nâng prolong chuop. Okay. Dapil e gata congratulations. Congratulations. Som op o sa to. Congratulations. Som op o sa to pong. Okay. Chẳng nâng pede nam nâng mien nâng nâng op rừng ai mui chok chik nâng rừng ai mui bong bong thần jay đã kê ta congratulations. Congratulations of Osato. Okay. Chẳng xong tình yêu cứ bằng hai nhóm bí ca pra pra bị just để tiết tôn chỉ mùi nâng mê riêng bỏ dưỡng. Okay, xong mọc cún xong rạp ca tạm nàn tu sả ná. Hai nơi mê riêng cỏ dưỡng nâng bằng hai nhóm bí ca pra present perfect chỉ mùi nâng bí already. Okay. Xong bóng bốn mơ viện bằng tốp tiết tớ. Đại sao tại bỏ sân dân thua video với anh Pết viết bảo bạc phọc nó không YouTube. Ok.